giới này rất nhiều người không có cơm ăn mà chúng ta lại lãng phí lương thực bừa bãi. Tôi xin tính cho các bạn xem, ngày nay dân số trên thế giới ngày càng đông. Giả sử cùng một miếng đất, số ngũ cốc thu hoạch có thể nuôi sống 100 người. Vì các bạn thích ăn thịt hơn ngũ cốc, nên lấy số ngũ cốc này đem sang nuôi bò để ăn thịt và lấy sữa của nó. Tình hình như vậy sẽ liên quan, dây chuyền cung cấp lương thực sẽ giảm sút. Số ngũ cốc chỉ có thể nuôi được 30 người. Nếu đem số ngũ cốc này sang nuôi gà để ăn thịt và trứng, thì số lượng thịt và trứng chỉ nuôi sống được 12 người. Nuôi heo còn tốn kém hơn nữa, vì heo ăn rất nhiều, chậm lớn, lại không có sữa và trứng để thu hoạch. Số ngũ cốc này chuyển sang nuôi heo và đổi lấy thịt, thì số lượng thịt heo cũng chỉ đủ nuôi sống 8 người mà thôi. Cho nên tính ra thật là mất mát thiệt thòi. Vì thế, chúng ta nên thay đổi thói quen ăn uống của mình, thay đổi quan niệm ẩm thực của mình, giảm mức tối đa lãng phí lương thực. Thật ra chúng ta lãng phí lương thực vô kể như vậy. Theo nghiên cứu thống kê của chúng tôi, người Mỹ chỉ cần giảm ăn thịt 10% một năm thì sẽ dư ra rất nhiều ngũ cốc. Dư bao nhiêu? Đáp án là 12 triệu tấn. 12 triệu tấn lương thực sẽ cứu sống 60 triệu người thế giới thứ ba khỏi bị chết đói trong một năm. Tôi xin đưa ra một ví dụ: một miếng bánh hamburger kẹp 1/2 bao thịt bò. 1/2 bao thịt bò phải tiêu hao bao nhiêu ngũ cốc? Nếu chúng ta lấy số ngũ cốc mà chỉ sản xuất ra 1/2 bao thịt bò, chuyển sang nuôi trẻ con thế giới thứ ba, thì sẽ có được tới 40 đứa trẻ khỏi bị chết đói. Trẻ em thế giới thứ ba rất đáng thương. Bọn trẻ con không có cơm để ăn, dẫn đến việc họ phải đi móc ăn trong đống rác. Căn cứ thống kê của Liên Hiệp Quốc, hàng ngày có tới 20.000 trẻ em thế giới thứ ba bị chết đói, có tới 7 triệu đứa trẻ chết đói hàng năm. Trẻ em thật đáng thương không có cơm ăn. Có tới 7 triệu đứa trẻ chết đói hàng năm. Các bạn tra xem, thống kê của Liên Hiệp Quốc sẽ rõ. Cho nên hôm nay tôi xin báo cáo với quý vị làm thế nào để ăn uống một cách yên tâm. Xin mọi người hãy nhìn vào cái list này. Ba loại thực phẩm nêu trên trong khuôn màu càng thậm là càng nguy hiểm. Nguyên do của bệnh văn minh, bệnh nhà giàu là do ăn uống không hạn chế, ăn uống quá nhiều, ăn uống tùy tiện, lại thiếu vận động, ăn nhiều thịt, nhiều calorie, nhiều chất béo, nhiều carbohydrate, nhiều sodium. Những thứ thực phẩm này làm cho máu trong cơ thể biến chất, trở thành cơ thể axit hóa. Tiếp đến sẽ thay đổi quần thể vi khuẩn trong đại tràng, làm cho vi khuẩn không cân bằng. Nên nhớ thứ vi khuẩn này là loại vi khuẩn có ích cho cơ thể. Cuối cùng sẽ là sức miễn dịch xuống cấp, sinh ra đủ thứ bệnh, và sau đó đi đến ung thư. Đối với vấn đề ung thư, tôi xin đưa ra một đoạn phim ngắn để trình bày cho rõ. Chúng ta hãy nhìn lại ung thư đại tràng. Loài người chúng ta rất nhiều thứ bệnh, bất cứ nam hoặc nữ, trong cơ thể có nhiều loại tế bào như ung thư gan, ung thư vú, ung thư bàng quang, ung thư đại tràng. Các loại ung thư này đều dễ biến chứng. Hôm nay đoạn phim này chuyên trình bày về ung thư đại tràng, mời các bạn xem. Ngày nay số người mắc bệnh ung thư gan là cao nhất, đứng hàng số 1 trong tất cả các loại bệnh ung thư. Ung thư gan có liên quan đến virus. Chúng ta đi chích ngừa viêm gan B đã chích hết 20 mấy năm rồi. Chúng ta tuy ngăn chặn được bệnh viêm gan, nhưng rất dễ mắc bệnh ung thư đại tràng do ăn uống tùy tiện bừa bãi mà sinh ra.